Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy điều hòa trên xe Hyundai Accent. Thì trước tiên các bạn chú ý cái này cho mình này, bật lên này, đó các bạn thấy cái quạt đâu? Các bạn chú ý cái quạt này, thì tốc độ quạt này, đó tốc độ quạt mạnh này, đó mình bật mạnh lên nó kêu, các bạn thấy kêu, kêu hù 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 đó. Rồi thường bật số 2 là vừa, đây là cái độ quạt, cái này cái lạnh này đó, mình tắt cái này là nó không lạnh các bạn nghe, bật cái này lên này, kích cho cái nó xanh này các bạn thấy chú ý nghe. Rồi và cái này nữa này, lấy gió ngồi này đó, bật phải cho nó xanh lên các bạn nghe. Rồi sau đó đây là cái này nó chỉ cái độ xanh là độ lạnh này, còn nó chuyển qua này cái nóng các bạn này, nó bật càng lớn càng nóng này, ở xứ lạnh thì người ta dùng, còn mình thì không dùng, mình dùng cái này này đó, bật lên đây nó sẽ lạnh lên nghe. Rồi đây là lấy sưởi đi, sưởi kính này đó, này sưởi kính, trời lạnh nhất là mình sẽ sưởi kính đó. Đó còn mình tắt đây nghe, tắt cái này nó không lạnh này đó. Còn khi mình muốn mà tắt điều hòa đây thì mình chỉ việc dặn thế này đây, dặn cho tắt là tắt điều hòa này đó không. Là tắt điều hòa rồi bật lại này thấy không đó. Thì các bạn chú ý cái nút này phải xanh lên nghe, hai cái nút đều xanh hết. Này nó lấy gió, lấy bên ngoài này cho nó lạnh này đó, bật cái này rất là quan trọng. Cái này, này tiếp theo cái này này, cái này là ví dụ như gió nó sẽ, ví dụ mình ngồi, con người mình ngồi đây các bạn này thấy không, là gió sẽ thổi hướng nào này đó, nó gây cái chiều gió này đó, các bạn để ý không, cái này dễ thôi mà đó, đi nó thổi dưới chân này, nó thổi dưới chân này đó, thổi dưới chân đó, thổi ở ngang ngang ngực này không. Rồi ngang ngực đó, rồi. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video.